Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mở rộng là các nguyên âm được tạo thành bởi việc kết hợp các nguyên âm cơ bản. Thế nên cô Di mới nói với các bạn là học cho thuộc, nắm cho chắc cái nguyên âm cơ bản đi, rồi cô mới nói sang nguyên âm mở rộng đấy. Ví dụ như là chữ E, ký tự E ha, nó được kết hợp bởi nguyên âm A và nguyên âm I. Nếu các bạn quên mất nguyên âm A và nguyên âm I rồi thì viết thì vẫn nhớ là vẫn viết được nguyên âm E, nhưng mà các bạn hiểu được bản chất của nó thì bạn nhớ nó sẽ lâu hơn nhỉ. Chữ da kết hợp từ chữ da với lại chữ I ha. Chữ E kết hợp từ chữ ơ và chữ I. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đi đến bảng nguyên âm mở rộng tiếp theo ha. Chúng ta còn 11 nguyên âm mở rộng nhỉ. Rồi, bây giờ cô nói tiếp nha. Phần ký tự, phát âm tương đương trong tiếng Việt và cách viết. Rồi, chữ đầu tiên trong bảng nguyên âm mở rộng, chữ E, phát âm E, cách viết. Dê, phát âm dê, cách viết. Chữ ê, phát âm ê, cách viết. Các bạn lưu ý là người Hàn Quốc người ta phát âm chữ E và chữ E không khác nhau là mấy. Chữ E và chữ E người Hàn Quốc phát âm không khác nhau mấy nhé. Nên nhiều khi người bản địa người ta cũng không phân biệt được là người kia đang phát âm là chữ E hay là chữ E. Chữ tiếp theo, chữ Dê, phát âm Dê, cách viết. Chữ qua được kết hợp từ chữ ô này và chữ a, phát âm qua, cách viết. Chữ quê được kết hợp từ chữ ô và chữ e, phát âm quê, cách viết. Chữ quê tiếp theo kết hợp từ chữ ô và chữ y, phát âm quê, cách viết. Chữ quê ở trên này và chữ quê ở dưới này đều đọc là quê hết. Chữ tiếp theo, quê, kết hợp từ chữ u và chữ ơ, phát âm quê, cách viết. Nguyên âm quê kết hợp từ chữ u và chữ e, phát âm quê, cách viết. Như vậy là chúng ta có ba từ phát âm là quê. Ở đây là o cộng e cũng phát âm là quê. O với I cũng phát âm là quê. Và ở đây U cộng với E cũng phát âm là quê. Chữ tiếp theo, chữ Q
kết hợp từ chữ U và chữ Y, phát âm quy quy, cách viết chữ tiếp theo ơi, chữ ư và chữ y kết hợp với nhau ha, phát âm ơi ơi, cách viết như vậy. Là chúng ta đã học được phần tiếp theo của nguyên âm, đó là nguyên âm mở rộng. Các bạn luyện tập thêm, các bạn luyện tập thêm phần nguyên âm mở rộng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.